Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC chính thức có mặt tại các đại lý vào cuối năm 2020. Đúng như tên gọi, Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC được phát triển dựa trên dòng SUV GLS nhưng được tối đa hóa sự sang trọng. Xe có kích thước tổng thể lần lượt dài, rộng, cao là 5205 2030, 1838mm. Phần đầu xe với mặt cá lăng sang trọng và đẳng cấp của GLS 600. Nhìn từ trực diện, SUV siêu sang của Mercedes nổi bật với bộ lưới tản nhiệt P-Strip gồm nhiều nan dọc mạ chrome sáng bóng. Ngay phía trên là logo ngôi sao ba cánh nhỏ nhắn. Cách thiết kế này vốn đang được áp dụng cho Maybach S-Class Philippe. Mercedes tiếp tục sử dụng mạ chrome nhiều tiết ở phần đầu xe nhằm tối ưu sự sang trọng. Điển hình như hốc gió hai bên có cấu trúc thông với nhau và cản trước, có nhiệm vụ bảo vệ gầm xe. Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC được sử dụng công nghệ chiếu sáng multi-pe ấm LED hiện đại bậc nhất, với điểm nhận dạng là một vòng tròn màu xanh bao quanh, được Mercedes gọi là Melisa. Multi-pe ấm LED có cấu tạo gồm 84 bóng LED có khả năng chiếu sáng tới 600m và tránh làm chói mắt xe đi ngược chiều nhờ các bóng LED hoạt động độc lập. Bên cạnh đó, multi-pe ấm LED còn có khả năng tự động điều chỉnh luồng sáng khi vào cua theo hướng xoay vô lăng. Ở phần hông, bạn có thể dễ dàng nhận ra những chi tiết quen thuộc giống trên dòng Maybach S-Class. Điển hình như các tấm chrome dày trên cột B và logo Maybach với hai chữ M lồng vào nhau xuất hiện tại cột D. Dàn chân của Mercedes, Maybach GLS 600 4MATIC là bộ vành Bespoke đa châu có kích thước khủng 22 inch. Nếu vẫn chưa thỏa mãn, khách hàng có thể tùy chọn la răng 23 inch để tăng cường sự hầm hố. Ngay khi mở cửa xe, bệ để chân điều chỉnh điện sẽ tự động thò ra để người dùng có thể bước lên dễ dàng, nhất là phụ nữ và trẻ em. Bệ để chân được tạo thành từ hợp kim nhôm kèm theo những chi tiết cao su đen để tăng độ bám và có cả đèn phát sáng sử dụng khi trời tối. Phần đuôi xe không có quá nhiều khác biệt so với dòng GLS ngoài những đường viền chrome trải dài theo chiều rộng của đuôi xe, điển hình tại các vị trí như đèn hậu LED, đèn phản quang và ống xả, có thiết kế cắt đôi theo chiều ngang khá lạ mắt. Trục cơ sở dài 3135mm vẫn được giữ nguyên trên Mercedes Maybach GLS 600 4MATIC 2020 nhưng chắc chắn sẽ rộng rãi hơn bởi cấu hình chỉ có 4 ghế ngồi, đồng thời mang đến không gian vô cùng thoáng đãng với cửa sổ trời toàn cảnh panoramic. Ngoài ra, hãng xe Đức vẫn cung cấp phiên bản có cấu hình 5 chỗ tùy theo nhu cầu của khách hàng. Khoang lái của Mercedes Maybach GLS 600 4MATIC khá tương đồng với GLS về mặt thiết kế. Khác biệt lớn nhất đến từ chất liệu được sử dụng cao cấp hơn gồm da, gỗ quý và kim loại. Bạn sẽ không thể tìm được bất cứ chi tiết nào làm từ nhựa tại khu vực này. Nổi bật nhất ở bề mặt tablo là màn hình kép liền mạch có kích thước khủng 1.2.3 inch với chất lượng hiển thị sắc nét. Các nút bấm vật lý được bố trí gọn gàng trên một thanh kim loại trông như những phím đàn piano. Mercedes Maybach GLS 600 4MATIC được trang bị vô lăng 3 chấu bọc da Nappa êm ái, kèm theo đó là các nút tiện lợi điều khiển cảm ứng hiện đại. Dù không phải vị trí thường xuyên dành cho ông chủ nhưng hàng ghế trước được chăm sóc rất chu đáo với các tính năng như thông gió, sưởi ấm và cả chức năng massage. Vẫn giữ nguyên chiều dài cơ sở của GLS nhưng khoang hành khách phía sau chỉ có 2 ghế độc lập. Không gian phía sau sẽ vô cùng rộng rãi với khoảng duỗi chân lên đến 1.103mm. Nếu kéo ghế phụ về phía trước, khoảng không gian sẽ nới rộng lên đến 1.340mm tạo cho ông chủ cảm giác như nằm trên một chiếc giường rộng lớn. Thêm vào đó, chất liệu da Nappa sử dụng cho ghế ngồi sẽ khiến cơ thể hành khách cảm thấy rất êm ái. Nếu cảm thấy mệt mỏi, ông chủ có thể thư giãn với chức năng massage được tích hợp trên ghế ngồi. Bên cạnh đó, hãng xe Đức còn tích hợp thêm hai chức năng, thông gió và sưởi ấm giúp hành khách luôn cảm thấy thoải mái nhất. Những trang bị xa xỉ nhất mà Maybach S-Class đang có cũng đều xuất hiện, điển hình như bàn gấp, ly champagne, tủ lạnh mini. Đặc biệt là gói hương thơm nội thất được chiết xuất từ hoa quế dành riêng cho Mercedes Maybach GLS 600 4MATIC. Bên cạnh hai màn hình 11.6 inch cho hàng ghế sau giống GLS, hãng xe Đức còn dành riêng cho Mercedes Maybach GLS 600 4MATIC một máy tính bảng dụng trí tuệ nhân tạo MBUX dùng để điều chỉnh các tính năng mà không cần thông qua người lái. Với dàn điều hòa tự động đa vùng, Mercedes Maybach GLS 600 4MATIC sẽ có hiệu suất làm mát cực nhanh và sâu. Hệ thống thông tin giải trí của Mercedes Maybach GLS 600 4MATIC gồm những trang bị và tính năng nổi bật như màn hình kép 1.2.3 inch ở khoang lái, định vị GPS, radio vệ tinh Sirius XM,
kết nối Apple CarPlay và Android Auto, sạc không dây, hệ thống âm thanh vòm Burmester, chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm. Đặc biệt, khoang hành khách còn có những tính năng, trang bị hiện đại như bàn làm việc, ly sâm banh, tủ lạnh mini, nước hoa được chiết xuất từ lá quế độc quyền, hai màn giải trí riêng 11 chập cho hàng ghế sau, máy tính bảng sử dụng trí tuệ nhân tạo MBUX cho phép điều chỉnh điều hòa, các tính năng thông gió, sưởi ấm, massage và hệ thống giải trí đa phương tiện. Trái tim của xe Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC là khối động cơ V8 tăng áp kép 4.0. Cỗ máy này có khả năng sản sinh công suất tối đa 558 mã lực tại 6.000 đến 6.500 vòng phút, mô men xoắn cực đại 730 nanomet tại vòng tua 2.500 đến 5.000 vòng phút. Đi kèm là công nghệ Mild Hybrid EquiBoost giúp tăng cường 22 mã lực và 250 nanomet khi chủ nhân cần thực hiện những pha bứt tốc nhanh. Toàn bộ sức mạnh được truyền xuống. Hệ thống dẫn động 4 bánh 4MATIC thông qua hộp số tự động 9 cấp 9G-tronic. Theo công bố từ nhà sản xuất Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 4.9 giây trước khi đạt tốc độ, tối đa 250 km/h. Đáng chú ý là thành tích này được thiết lập với một thân hình có trọng lượng lên đến 2,78 tấn. Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC có khả năng vận hành cực kỳ êm ái nhờ hệ thống treo thông minh Active Body Control EABC. Công nghệ EABC có khả năng kiểm soát lực của từng bánh xe để điều chỉnh hợp lý khi băng qua các chướng ngại vật, đồng thời giúp độ rung lắc thân xe được kiểm soát toàn diện và có thể giúp xe thoát khỏi tình trạng bị kẹt trong cát chỉ trong vài giây. Không những vậy, hệ thống treo thông minh Active Body Control EABC còn được tích hợp thêm một số tùy chỉnh dành riêng cho phiên bản Maybach, từ đó giúp nâng cao trải nghiệm người lên một tầm cao mới. Theo công bố từ nhà sản xuất, Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC có mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp vào khoảng 1.7L/100 km. Bên cạnh những tính năng tiêu chuẩn, Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC sở hữu một số tính năng nổi bật, nhất là công nghệ Night View Assist. Night View Assist là công nghệ giúp hỗ trợ nhìn ban đêm, giúp cảnh báo va chạm có thể xảy ra trong điều kiện thiếu sáng. Night View Assist sẽ dùng các tia hồng ngoại và các cảm biến để quét khu vực phía trước trong phạm vi 160m để phát hiện người đi bộ, động vật hay các phương tiện khác. Nếu phát hiện thấy chướng ngại vật, màn hình trung tâm và màn hình HUD trên kính lái sẽ xuất hiện những ô màu đỏ cảnh báo. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.
mua.